Chào các bạn nhé, lại là em đây. Hôm nay thì em đi lấy cây ngô độc trắng các bạn ạ. Trong bài thuốc giải độc gan của em thì có bài cây ngô độc trắng. Thì cái ngô độc trắng thì em cũng chia sẻ với các bạn nhiều rồi. Tuy nhiên là em đi thì chắc là em tự tạo, tự làm khó cho mình. Nếu mà em từ cái đồi bên kia xuống cái khe. Đấy các bạn nghe tiếng suối chảy dưới này không ạ? Từ cái đồi bên kia xuống cái khe dưới này thì em sẽ không phải mất vất vả như thế. Tuy nhiên em không đi kiểu đấy, em đã vòng lên tận cái đồi, cái đỉnh trên kia và em vòng xuống đây. Đấy, xuống đây theo theo cái đồi này, đồi vầu này, liêu vầu này. Thì em đi cũng phải được hơn một tiếng trong rừng rồi các bạn nhé. Em đi cũng phải được hơn một tiếng trong rừng rồi. Mà cũng vì em đi như thế mà cũng rất là may mắn vì em đi như thế cho nên em gặp được một cây thuốc rất là hay. Cây thuốc này thì em chưa chia sẻ với các bạn, hoặc là ít chia sẻ với các bạn. Nay em sẽ chia sẻ với các bạn một cây thuốc đây. Wow, các bạn nhìn thấy cái củ gì đằng trước chưa ạ? Nhìn thấy củ gì chưa ạ? Tại vì nhiều tiếng kêu vù vù quá em phải dừng lại một chút để em quan sát. À đây các bạn, đây nha các bạn, giới thiệu cho các bạn đây là cây thiên nhiên kiện. Đấy ạ. Đây, thiên nhiên kiện đây này, của thiên nhiên kiện đây này. Ôi, các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn phải biết là ở đây thì nó như thế này này cơ. Các bạn thấy nó tuyệt vời chưa ạ? Tại vì em thấy nó đẹp quá, em mới quay chia sẻ cho các bạn. Đây, ui, cái củ của nó này. Để cho các bạn xem nha, đây. Thơm thì miến bàn luôn các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì lấy đã, xong là chia sẻ cho các bạn sau. Đấy nhá, mình sẽ lấy xong là cắm lại này. Ở đây là ở rừng này này, rừng này là rừng đầu nguồn các bạn nhé. Khi mà có cái khe suối ở dưới thì chắc chắn họ sẽ không được khai thác và mình sẽ cắm lại như này. Ở bên này cũng có một củ nữa này. Đó. Em lấy kia, đây em cắm xong bên cạnh. May mà mưa hay đất nó ẩm á, bất nó ẩm thì mình sẽ cắm lại như này, nó sẽ sống các bạn nhé. Đây, củ tiếp theo. Ui, các bạn thấy chưa? Dài chưa? Ôi, có gì nó cắn em một phát đau á. Kiểu cái tay này em không. Một tay thì em đeo bao tay, một tay em không đeo bao tay. Con gì đấy? À đây cái con này. Cái con cắn trâu các bạn ạ. Ôi đau quá. Nó định hút em nhưng mà không được. Đây các bạn. Em nói thật với các bạn là em phải nói là may mắn. Hôm nay là mùng 5 ấy nhá. Hôm nay là mùng 5 tháng 5 là ngày diệt sâu bọ. Chút nữa em về nhà thì em sẽ phải đi, em còn đi không phải là phải đâu các bạn ạ. Em còn đi sinh nhật một ông trong họ của em. Em gọi là ông ạ, ở trong họ Phùng của em ạ. Đấy, em cắm lại xuống rồi nhé các bạn. Này. Chút nữa em sẽ để ra đây để chia sẻ với các bạn. Đây. Đấy, hai cái cây dài kìa. Thì khi mà mình khai thác này, cái cây này này nó rất là dễ sống ạ. Các bạn chỉ cắm lại thế này thì nó mấy năm nữa nó sẽ sống lại nhé các bạn nhé. Chưa hết đâu ạ. Chưa hết cái chỗ này em lấy đâu ạ. Đây các bạn. Nếu mà em không về đến thì nó cũng. Úi giời. Không đeo bao tay cũng tội, muỗi nó đốt cho không hề. Đây các bạn. Đây này các bạn, nó bị thối này. Củ này này, nếu mà em không đến ấy. Có phải là em không đến thì nó phí không các bạn? Đúng không ạ? Em không đến thì nó sẽ phí đúng không? Đây. Nha. Đấy. Em vừa lao hai củ xuống mà. Đâu ở đây. Tí nữa sẽ giới thiệu với các bạn à. Công dụng sau bây giờ em lấy đấy nhá các bạn này. Các bạn thấy thích không? Đó. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Quá mê luôn. Em chưa bao giờ thấy. Em đi lấy thiên nhiên kiện nhiều rồi nhưng mà chưa thấy được cây à. Nó to như thế. Đây. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ lại cắm. Mình sẽ cắm nó lại. Cái thiên nhiên kiện này thì nó dễ sống mà. Đấy, ở rừng thế này nó dễ sống lắm. Các bạn cắm lại. Đây là cái xiêm của em. Hôm nay thì em khôn hơn một hôm mà em đi em cầm cái xiêm đi chưa? Thấy cái gì thì em đào. Thì mình sẽ cắm lại các bác nhá. Ở đây cũng có một cây này để em tìm nào. Em tìm đã. Em phải lấy hết mấy cái củ này để cho nó không phí mới được các bạn ạ.
củ thiên nhiên kiện này thì ít khi thấy củ già thế này lắm các bạn ạ. Tại vì là người ta khai thác nhiều. Thứ nhất là người ta khai thác đi làm thuốc. Thứ hai là những cái hàng mỹ phẩm ấy ạ. Họ khai thác đi để làm nước hoa ấy ạ. Và những cái người người ta làm hương ấy. Làm hương để thắp hương á. Các bạn biết làm hương chưa? Để thắp hương thì họ cũng khai thác. Thứ nhất là cây thiên nhiên kiện thì các bạn nhìn này. Thì các bạn, cây này thì ở trong rừng thì mới có. Hoặc là những cái chỗ làm thuốc ấy thì họ sẽ trồng, sẽ có các bạn nhé. Đây, lá nó như lá môn này rất là đẹp. Đây, cái thiên nhiên kiện là cây như này. Các bạn vào rừng các bạn thấy cây này thì các bạn sẽ lấy. Cái thứ nhất, thiên nhiên kiện thì không dùng trong bài thuốc uống ạ. Em dùng rất là ít trong bài thuốc uống các bạn nhé. Nếu mà trong các bạn đun uống ấy, các bạn phơi khô ấy, các bạn để uống trong bài xương khớp ấy, thì các bạn chỉ, nếu mà một cây này các bạn chỉ dùng một đoạn này bổ các bạn cho vào thôi nhé. Cho vào cái, các bạn đun ấy, trong cái thang thuốc ấy. Thì một thang thuốc các bạn chỉ được cho nhiều nhất là một cái cây như này, để các bạn dùng tách nó ra nọ ít thôi. Chứ các bạn không được dùng ạ, bởi vì là, thứ nhất là nó gây kích thích rất là mạnh riêng cây này nhé, các bạn nhé. Cây này nó kích thích rất là mạnh. Nói thật với các bạn là nó làm cho chúng ta nóng tính lên rất là nhiều. Nó khỏe. Thế nhưng mà các bạn không được uống. Còn cái bài thuốc mà mình hay dùng nhiều nhất là cái bài thuốc xoa bóp ạ. Ngâm rượu xoa bóp. Riêng cái này, riêng bài thuốc ngâm rượu xoa bóp là phải có cây thiên nhiên kiện này. Chỉ cần cây thiên nhiên kiện này. Bài thuốc ngâm rượu xoa bóp các bạn chú ý nhé. Có cây thiên nhiên kiện này. Có như này. Cây thiên nhiên kiện này. Cây sói rừng này. Đã. Cây thiên nhiên kiện này, cây sói rừng này. Cái gì đấy nhỉ? Cái đào đá này. Hoặc là hồi này. Hồi ấy, hạt hồi ấy, quả hồi ấy, quả hồi mà trên đồi em có, em hay quay cho các bạn ấy. Chỉ cần 2-3 vị đấy các bạn ngâm một bình á, để các bạn xoa bóp thì nó cực kỳ tốt luôn ạ. Rất là tốt luôn. Tuy nhiên là các bạn biết tại sao người ta khai thác thiên nhiên kiện nhiều không ạ? Khai thác thiên nhiên kiện nhiều là họ mang đi, họ làm chiết xuất để lấy, để làm nước hoa ấy, những cái dược liệu ấy, hoặc và họ lấy tinh dầu thôi, chứ họ không uống nhé các bạn nhé. Các bạn chú ý ạ, cây này uống vào thì nó khiến cho mình rất là nóng tính luôn. Đây, ôi dồi ôi các bạn ơi, em phải bẻ ra bởi vì em phải cho vào túi đằng sau mà. Đây, còn thiên nhiên kiện thì nó có hai loại. Đây, các bạn dùng thì các bạn tìm dùng loại này thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, em quay thế nào để cho các bạn thấy nó ngược sáng. Đây, các bạn nhìn thấy nó hơi hồng hồng kia, hơi hồng hồng kia. Còn nếu mà nó trắng bóp thì cũng dùng được, nhưng mà nó không tốt bằng cây này. Cây này nó rất là thơm. Cây này mà những cái người ta làm nhang ấy, làm hương hay làm nhang ấy, thì họ sẽ dùng cây này để đi làm. Họ săn dùng rất là nhiều, và những cái hàng mỹ phẩm họ mang đi làm chiết xuất tinh dầu, làm trong nước hoa thì có cái thành phần của cây này. Ngoài ra thì nó rất thơm mà. Ngoài ra thì dùng trong nhiều cái khác lắm. Em thì em cũng không tìm hiểu kỹ đâu. Nhưng em biết là họ thu mua rất là nhiều. Đây, đấy. Còn em thì mang về thì em sẽ rửa sạch cái này đi nhá. Em chặt khúc ra hoặc em để nguyên thế này, em vứt để em sấy ở trong lò sấy. Sấy ngày này qua ngày khác nó héo vào hết. Khi nào các bác cần cái rượu xương khớp, cái rượu ngâm ấy, thì một bình rượu ngâm thì ý rằng có phải một cây củ này. Một cây củ thôi nhá, một bình rượu ngâm ấy các bạn ạ. Không phải còn một cái củ để kết hợp với lại thang thuốc khác, bởi vì là sợ mình còn uống ấy. Nên là mình chỉ lấy bằng đấy thôi. Các bạn ạ, đây. Thích không các bạn? Ôi cái này. Cái này thì ngâm xoa bóp thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà uống thì em vẫn bảo các bạn rồi. Tuy nhiên là tùy từng thầy thuốc thôi. Mỗi thầy thuốc có một phương pháp xử lý bệnh riêng. Mỗi thầy thuốc có một phương pháp xử lý bệnh riêng, cho nên là nếu mà các thầy cho uống thì các bạn cũng các thầy cũng đã chia đủ liều lượng rồi thì sẽ uống được. Còn bản thân em thì em ít khi cho uống lắm. Uống rất là ít, trong bài thuốc của em cho rất là ít. Đây này các bạn, nó phải như thế này nhá. Cây này nó mới chuẩn này, rất là thơm này. Đấy. Cái này người ta có nhiều nơi có nhiều ấy, họ thu mua nhiều lắm. Họ thu mua đạt tấn. Nhưng mà thu mua thế kia là hết rồi, không còn đâu các bạn ạ. Nếu mà thu mua cái kiểu mà người dân mà người ta đi khai thác xong là họ không biết trồng lại thì hết rồi, không còn ạ.
Thế thì ví dụ như mình như em trồng lại ở kia thì nó vẫn mai này một năm nữa, cuối năm hoặc là 2 năm nữa thì quay lại thì nó vẫn còn đúng không? Nó lại mọc ra mà, nó là thể cũ mà. Nhưng mà nếu mình khai thác hết thì sẽ không còn đâu các bạn ạ. Đấy, em hình như em thấy một cây thuốc ở bên này. Ở bên kia thì họ đang, bên kia họ đang làm đường. Nghe tiếng máy rất là gần, tuy nhiên là đi thì rất là xa. Đi không gần tí nào đâu các bạn. Đi là các bạn biết. Nay thì nữa em vẫn xuống, em vẫn phải lấy cây ngộ độc trắng các bạn ạ. Đây, ôi đây này các bạn à, cây deep dog này. Cái deep dog này em không biết nói tiếng Kinh đâu. Đây các bạn này, nhìn này, cái này em đã giới thiệu với các bạn đấy. Đây ở vỏ nó thì một hết ở trong nó vẫn rất là tốt. Em gọi tiếng Tây em gọi là cây deep dog, cây này chữa bệnh dạ dày các bạn nhé. Tuy nhiên là người ta đã lấy rồi. Đây, đây gốc người ta lấy rồi, người ta đào ở đây không còn nữa. Với lại cây này ở nhà em còn, chứa cây dạ dày này ở nhà em còn, em không cần lấy. Còn em bây giờ em thấy cái này thì em sẽ lấy. Cái gì các bạn biết không? Đây này. Đây này. Nhiều khi tham lam quá thì tí nữa về thì rất là mệt các bạn ạ. Các bạn biết không, có hôm em đi lấy thuốc phải 12 giờ em mới về đến nơi. Người ta gọi em thì em không thấy đâu có sóng đâu. Các bạn biết cái gì đâu? Đấy, các bác biết cái gì chưa? Đây ạ. Đây. Cái na rừng các bạn nhé. Đây, em thấy một cái na rừng ở đây nữa này. Đây. Đây. Đó. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Gốc của cây na rừng này nó cũng khá to, em sẽ đào xem có dễ không nhé. Để lấy nó nhé. Khi mà em đào thì em không quay được cho các bạn rồi. Em chỉ chia sẻ với các bạn là về cây thiên nhiên kiện thôi. Thiên nhiên kiện thì nếu mà các bác mà muốn có một bình rượu xoa bóp thì các bạn có thể lấy cây thiên nhiên kiện này, cây sói rừng này. Cây thiên nhiên kiện, cây sói rừng. Cây đào đá. Ba vị ơi, cây hồi. Có thể lấy cái hồi. Nhưng mà các bạn chú ý là lấy những cái loại vị này thì nó đặc quá thì các bạn không uống, các bạn chỉ dùng để xoa bóp thôi ạ. Dùng để xoa bóp thì nó rất là tốt. Còn uống thì các bạn phải kết hợp với rất là nhiều cái thuốc thì mới uống được. Tại sao khi mà mọi người hay lấy bảo là em lấy một thang thuốc ngâm rượu cho các bạn thì em sẽ hỏi các bạn mang về để xoa bóp hay là để uống thì em mới kết hợp thuốc được cho các bạn chứ. Như các bạn thì các bạn không biết kết hợp thì các bạn phải kết hợp nhiều quá lung tinh quá nó sẽ ảnh hưởng, nó không tốt đâu các bạn nhé. Đây, đồi bồ này. Nhiều muối quá. Để thôi em chào các bạn nhé. Chào các bạn em. Đây, cái tay này không đeo bao tay muối nó đốt rồi này. Em chào các bạn.